Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 12 tháng 3 vừa qua, tại khách sạn Fairmont, tòa lạc tại số 100 Boys Boulevard, thành phố Sonoma, công ty bảo hiểm và tài chính Marsh Mutual đã có buổi tiệc Agency Award Banquet. Đây là buổi tiệc tổng kết cuối năm để khen thưởng cho các chuyên viên tài chính đã có những thành tích xuất sắc của công ty trong năm vừa qua. Vì đại dịch Covid-19 nên trong năm 2021, công ty đã không thể tổ chức. Nhưng sang năm 2022, với tình hình dịch bệnh ổn định, nên buổi tiệc đã được diễn ra mặc dù trễ hơn so với mọi năm tiệc thường tổ chức vào tháng Giêng. Được biết, riêng tại vùng Vịnh, thì công ty bảo hiểm nhân thọ và tài chính Marsh Mutual có 5 chi nhánh với hàng trăm nhân viên đang làm việc và phục vụ khách hàng. Ông Craig Cohn, President, CEO and General Agent Marsh Mutual North Dam, California, cũng đã cho biết về những kế hoạch sắp tới của công ty. I'm Greg Cohn, General Agent with Marsh Mutual Northern California. I'm very proud of our advisors, our men and women who help serve the Vietnamese community and help bring security and financial preparedness into their lives. I'm also very grateful for our leader in San Jose, Mr. Nguyen Nguyen, and all the hard work he does to help train his advisors to deliver quality advice and quality products to the Vietnamese community. Buổi tiệc được tổ chức trong không gian sang trọng và ấm cúng với sự hiện diện của tất cả các manager cũng như các chuyên viên tài chính của cả năm văn phòng có mặt để cùng chia sẻ niềm vui với những agent sẽ được tặng thưởng trong đêm nay. Riêng tại văn phòng Marsh Mutual chi nhánh Silicon Valley, các agent người Việt sau hơn 6 năm phát triển đã có rất nhiều agent đạt thành tích tốt và được tặng thưởng trong năm nay. Được biết, công ty bảo hiểm Marsh Mutual là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ và tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1851 với số vốn hơn 700 tỷ Mỹ Kim. Công ty đầu tư trên nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau trên toàn nước Mỹ. Nhận thấy được tiềm năng của thị trường người Việt tại vùng Vịnh, nên cách đây 6 năm, công ty đã mạnh dạn đầu tư và mời ông Nguyễn Quang Nhân là tổng giám đốc chi nhánh tại San Jose. Và nay, với sự phát triển lớn mạnh cộng với số chuyên viên bảo hiểm ngày càng đông, công ty đã được đồng hương người Việt biết đến nhiều hơn sau 6 năm phục vụ cộng đồng. Ông Nguyễn Quang Nhân, tổng giám đốc công ty Marsh Mutual chi nhánh Silicon Valley, đã cho biết thêm. Tôi là Nhân Nguyễn, là tổng giám đốc của công ty Marsh Mutual văn phòng tại San Jose. Xin đại diện cho tất cả các nhân viên cũng như là manager trong công ty cảm ơn quý đồng hương của cộng đồng người Việt chúng ta rất là nhiều đã ủng hộ công ty Marsh Mutual bao nhiêu năm qua. Thì cái event ngày hôm nay đó là kick off của công ty 2 năm rồi vì vấn đề COVID mà chúng tôi không tổ chức được. Nhưng mà năm nay thì mọi cái hầu như là trở lại bình thường, thành thử công ty tổ chức. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều và một lần nữa thay mặt tất cả các nhân viên trong văn phòng Marsh Mutual tại thành phố San Jose, chúng tôi lúc nào cũng cố gắng trau dồi cũng như là dedicate cái thời gian cũng như là cái effort của mình để mà phục vụ cộng đồng của chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Và một điều mong rằng quý vị ủng hộ công ty Marsh Mutual càng ngày càng nhiều và càng tha thiết hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Phóng viên Netflix TV cũng đã có dịp trò chuyện với anh Phong Nguyễn, chuyên viên bảo hiểm tài chính, và Như Đào, manager người Việt của công ty Marsh Mutual. Thật là một vinh hạnh cho Phong ngày hôm nay đã đến được buổi banquet của công ty Marsh Mutual. Cảm ơn sự tin tưởng của quý vị đã đặt ở Phong và cũng như là ở công ty. Một lần nữa xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng ở Phong và công ty Marsh Mutual. Thì mong là sẽ nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ của quý đồng hương tin tưởng ở Phong và cũng như là ở công ty. Dạ, Như Đào kính chào quý vị đồng hương. Công ty Marsh Mutual ở văn phòng San Jose đang muốn mở rộng thị trường vào trong cộng đồng người Việt của mình thì rất là cần nhiều những người agent người Việt của mình để phục vụ cộng đồng Việt Nam của mình. Sau khi thưởng thức những món ăn ngon, chương trình tuyên dương và tặng thưởng bắt đầu. Mặc dù 2 năm dịch bệnh COVID đã gây ra rất nhiều khó khăn và đặc biệt
đối với ngành bảo hiểm nhân thọ và tài chính còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khách hàng. Nhưng các agent của MassMutual cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Trong dịp này, văn phòng MassMutual Silicon Valley với sự điều hành của ông Nguyễn Quang Nhân cũng đã được tuyên dương với những thành tích xuất sắc, giúp văn phòng Silicon Valley tăng trưởng mạnh trong năm qua và đã giúp cho những sản phẩm bảo hiểm và tài chính của công ty MassMutual ngày càng được đồng hương người Việt biết đến. Buổi tiệc kết thúc với phần dạ vũ. Đây là dịp để những nhân viên trong công ty có dịp gặp gỡ, trò chuyện và có thêm động lực tốt hơn trong công việc trong năm 2022.